Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 70. Đức Chúa Trời ơi, xin mau mau giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi đều phải bị hổ thẹn và nhục nhơ. Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi phải thối lại sau và bị mất cỡ. Nguyện kẻ nói rằng ha 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 ha, nguyện chúng nó phải thối lại sau vì cớ sự hổ thẹn chúng nó. Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay. Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ chậm trễ. Thi Thiên 71. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi và làm tôi được thoát khỏi. Hãy nghiêng tai qua tôi và cứu tôi. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu cho tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lệnh cứu tôi, vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy cứu tôi khỏi tay kẻ ác, khỏi tay kẻ bất nghĩa và người hung bạo. Vì Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn. Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, những kẻ rình rập linh hồn tôi đồng mưu cùng nhau mà rằng Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo bắt hắn vì chẳng có ai giải cứu cho. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ đứng xa tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin mau mau đến giúp đỡ tôi. Nguyện những cừu địch linh hồn tôi bị hổ thẹn và tiêu diệt đi. Nguyện kẻ nào tìm làm hại tôi bị bao phủ sỉ nhục và nhuốc nhơ. Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu, cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao, chính Chúa đã làm công việc cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi cũng sẽ dùng đờn cầm mà ngợi khen Chúa, tán mỹ sự chân thật của Chúa. Hỡi Đấng Thánh của Israel, tôi sẽ dùng đờn sắt mà ca tụng Ngài. Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa, vì những kẻ tìm làm hại tôi đã bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Chương 3. Vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Mà làm sao? Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao?
chẳng hề như vậy. Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Song, nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gret thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rạc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xứng công bình. Nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xứng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chương 20. Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình thì chớ sợ, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ai Cập ở cùng ngươi. Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới nói cùng dân sự mà rằng: hỡi Israel hãy nghe, ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy và chớ kinh khiếp vì chúng nó. Bởi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho. Bây giờ các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: ai đã cất một nhà mới mà chưa khánh thành, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng?
Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái, hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận rồi một người khác sẽ hái trái chăng? Ai đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận rồi người khác sẽ cưới nàng chăng? Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng, ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đỡm như lòng mình chăng? Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bây giờ ngươi sẽ vây nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. Xong, ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc này. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở. Khá tận diệt dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó. E các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó. Vậy chớ chặt nó, vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái. Hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đang làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng. Chương 21. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy, gần đó không ai cày và gieo, rồi tại nơi ấy trong khe vặn cổ con bò cái tơ. Những thầy tế lễ là con trai Lê-vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự Ngài và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho. Tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. Bây giờ, hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ trong khe. Đoạn cất tiếng nói rằng, tay chúng tôi chẳng đổ huyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lạy Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc. Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Israel của Ngài. Rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va và cất huyết vô tội khỏi giữa mình. Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi và ngươi dẫn tù chúng nó. Nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay, lột áo tù và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng. Kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi. Nếu ngày sau, ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu thì phải cho nàng đi mặc ý. Và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền hay đãi nàng như nô lệ. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sinh con cho ngươi, và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét. Khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình,
thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Này, con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Bây giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó, chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó, vì kẻ nào bị treo, ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Chương 22. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bây giờ phải trả nó lại cho. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo sống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất mà ngươi xí được, chớ làm bộ không thấy. Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy, khá đỡ nó đứng dậy. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu. Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà. Kẻo, nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng? Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con dâm. E hết thảy, hoặc con dâm ngươi đã trồng, hay là hoa lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thánh. Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa. Chớ mặc bằng vải pha lộn, lông chiên và gai với nhau. Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc. Khi một người nam đã cưới vợ ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá và dèm xỉm nàng mà rằng: Tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần thấy không còn đồng trinh. Bây giờ, cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó tại nơi cửa thành. Người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng: Tôi có gả con gái tôi cho người này làm vợ, mà người lại ghét nó. Này, người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá mà rằng: Tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả, này là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải áo sống nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. Bây giờ các trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt, và bởi vì có dèm xỉm một người đồng trinh của Israel, nên sẽ bắt vạ người 100 siếc lơ bạc và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa thành cha nàng. Bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng có phạm tội gian ác tại Israel mà hành dâm trong nhà cha mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Israel là như vậy. Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng,
thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành. Người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi, chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc này giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi. Vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng, nàng có thế la lên mà không ai giải cứu. Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh chưa hứa gả bắt nàng nằm cùng mà người ta gặp tại trận, thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng 50 siếc lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào thì chẳng được phép đuổi nàng đi. Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình, cũng đừng dở vạt áo của cha mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.